Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 519 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 518 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhật Linh, bạn Huỳnh Đức Linh và bạn Thoại Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Pháp và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một câu chuyện xảy ra với người bạn rất là thân với lại anh trai của bạn. Anh bạn này là trải qua câu chuyện này và đã kể lại cho hai anh em bạn nghe. Thì anh bạn này là năm nay chỉ mới có 29 tuổi thôi các bạn, là người Pháp lai Mỹ. Tuy rằng là tuổi đời của anh này còn rất là trẻ, nhưng do anh rất là giỏi cho nên là chỉ mới 29 tuổi mà anh đã là phó giám đốc của một công ty rất lớn ở Pháp rồi. Thì do là cái tính chất công việc của anh này cho nên là anh thường xuyên đi công tác các bạn. Thì có một dịp là anh đi công tác qua bên Thái Lan và anh đi cùng với lại người trợ lý, cái anh trợ lý là người Pháp luôn. Thì hai anh đến Thái làm việc trong vòng 4 ngày. Thì khi qua bên Thái thì bên công ty đối tác người ta có đặt một cái phòng khách sạn 5 sao tại thành phố Bangkok cho hai anh này. Thì cái ngày đầu tiên khi mà đến Thái thì bên công ty đối tác người ta đón, xong rồi làm việc một chút thì hai anh này quay về khách sạn. Và do là hôm đó mệt quá cho nên là hai anh là đã ngủ một giấc từ trưa cho đến tối luôn. Và khi mà ngủ cái giấc đó đó thì hoàn toàn hai anh không gặp gì cả, không thấy gì cả các bạn, rất bình thường. Cho tới tối hôm đó hai anh này còn đi dạo phố Thái nè, rồi đi ăn, rồi đi mua sắm, đi mua quà này nọ kia đó. Rồi khi mà quay về khách sạn, hai anh còn lấy rượu vang ra ngoài hành lang để mà ngồi uống ngoài ban công á, để mà uống, để mà ngắm phố phường rồi nói chuyện nữa. Thì sau khi uống xong, hai anh này vào và ngủ. Thì cái đêm đó hoàn toàn cũng bình thường, không có điều gì xảy ra. Và anh kể thêm rằng á, là do là từ nào giờ anh đi công tác rất là nhiều, cho nên đó là về cái vấn đề mà bị ma nhét, bị kéo dò trong những cái khách sạn á, là anh này thường xuyên gặp. Còn cái anh trợ lý kia thì không biết làm sao, nhưng riêng anh á, cái bản thân của anh á là thường xuyên anh gặp. Cho nên á là mỗi lần anh gặp như vậy á là anh đều cầu xin Chúa, các bạn đọc kinh thì hoàn toàn không sao cả. Cho nên cái vấn đề tâm linh thì anh rất là tin luôn. Thì cái đêm đó hoàn toàn bình thường, và cái phòng khách sạn này dạng giống như là một căn hộ vậy đó. Ở phía ngoài nó có phòng khách ha, phía trong là phòng ngủ. Trong phòng ngủ có hai cái giường lớn nha, mỗi anh một giường. Và trong phòng tắm á thì có cái bồn tắm kiến mà đứng đó các bạn, với lại một cái bồn tắm nằm. Rồi có ngoài lan can để ra ngắm cảnh đồ này ngọn kia thì rất là tiện nghi. Thì cái đêm đó trôi qua bình thường cho tới cái ngày thứ hai, thì nguyên một ngày hôm đó là phải đi họp nè, đi gặp đối tác này nọ kia. Cho tới tối là có một cái bữa tiệc ở bên công ty đối tác người ta tổ chức. Nhưng mà do cái anh trợ lý anh mệt, cho nên là anh mới nói với lại cái anh phó giám đốc rằng là bây giờ em mệt quá, thôi em quay về khách sạn em nghỉ trước. Thì lúc đó là anh phó giám đốc mới nói rằng vậy thôi em về trước đi, anh tiếp khách cho không sao. Thì khi mà anh này tiếp khách xong rồi á, anh mới về khách sạn. Nhưng cái lúc anh về khách sạn thì thấy cửa giả là bình thường, hoàn toàn bình thường. Đi vô trong á thì không thấy cái người trợ lý của mình đâu cả. Anh có tìm ở trong, ở ngoài ban công nè, rồi ở trong phòng ngủ nhưng mà không có. Thì anh cứ nghĩ rằng á là có thể anh trợ lý đã đi xuống phố rồi. Nhưng lúc đó anh có lấy điện thoại ra, tại vì lúc đó cũng tối rồi các bạn. Cho nên á anh lấy điện thoại ra anh gọi, thì anh phát hiện rằng á là điện thoại nằm trong phòng. Và tư trang của anh trợ lý này là hoàn toàn trong phòng hết, bóp tiền gì á là còn trong phòng hết. Mà cái cửa thì cũng bình thường khóa trong, anh quẩy quẹt thẻ anh vô. Thành ra là anh nói rằng có thể là anh trợ lý trong phòng tắm. Thì anh có vào trong phòng tắm để mà tìm người trợ lý của mình,
kêu quá trời luôn, không trả lời các bạn. Thì khi mà bước vào á, thì anh hoảng hốt khi mà người trợ lý của mình đang nằm sóng xoài ở trong nhà tắm á, thì lúc đó anh mới hết hồn. Và anh dòm xung quanh thì đâu có cái dấu vết nào mà đột nhập. Thì anh nghĩ rằng có thể là anh trợ lý này mệt quá cho nên té xỉu, thì có chạy đến kêu. Mà cái lúc kêu thì anh phát hiện rằng là cái người của anh trợ lý này á có rất là nhiều vết bầm tím các bạn, mà đặc biệt á là trên phần cổ là cái vết bầm giống như là cái dấu tay bị bóp cổ vậy đó. Thì lúc đó là anh đã đoán biết được rằng là có thể là có vấn đề gì đó rồi. Thì anh mới đỡ cái người trợ lý của mình á, là để lên giường. Xong rồi á, là lấy nước nóng chườm. Sau một hồi rất là lâu thì người trợ lý này mới tỉnh dậy. Mà khi anh trợ lý này tỉnh dậy á, thì thái độ của anh này rất là hoảng hốt, rất là sợ hãi các bạn. Anh kéo cái mền, anh che cái mặt vậy nè, run lẩy bẩy luôn. Thì lúc đó là anh có trấn an, anh nói rất là nhiều. Thì sau một hồi anh trợ lý này mới bình tĩnh lại. Và lúc đó thì anh hỏi rằng có chuyện gì xảy ra vậy. Thì anh trợ lý này mới kéo cái mền xuống và kể từ từ, mới kể lại cái chuyện mà anh đã trải qua cho anh phó giám đốc này nghe. Anh kể rằng là khi mà anh rời cái cục bạc ti đó về á, thì lúc đó là anh vô trong phòng cũng bình thường. Thì sau đó là anh có thay đồ để mà chuẩn bị lên giường nằm ngủ á. Nhưng khi anh đang nằm, anh chưa có kịp ngủ đâu, chỉ mới có liêm diêm thôi các bạn. Thì tự nhiên anh nghe tiếng hét của một cô gái. Mà lúc đầu anh nghe thì anh nghĩ rằng những cái phòng khác không à. Nhưng càng ngày cái tiếng hét này nó càng lớn dần, lớn dần, lớn dần. Thì anh nằm anh lắng tai nghe, thì anh phát hiện rằng cái tiếng hét này nó phát ra từ ở trong phòng tắm của cái căn phòng của mình, chứ không phải là ở chỗ khác mà vọng lại. Thì lúc đó anh mới thắc mắc, anh mới nằm anh nghe thử xem. Thì cái tiếng hét đó là cái tiếng hét mà tiếng Thái các bạn, không phải là tiếng Anh hay là tiếng Pháp. Anh này thì không hiểu tiếng Thái, anh biết tiếng Thái. Thì lúc đó anh nghe tiếng hả là cô đó cổ hát tiếng Thái nha. Xong rồi cổ còn la 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 la. Xong cái cổ cười lên một cái tràng cười mang rợ. Thì khi mà anh nghe xong anh rất là bực. Anh rất là bực luôn, anh nghĩ trong bụng rằng là tại sao cái cô lao công lại vào trong phòng này, trong khi có khách đang nghỉ trong đây mà vào trong phòng này rồi sùm hát sùm như vậy. Thì cái cô này bất lịch sự, ảnh nghĩ là cái người này bất lịch sự các bạn, cho nên ảnh rất là tức giận luôn. Thì thành ra là ảnh mới hả là bật ảnh ngồi dậy để mà bước lại đằng trong nhà tắm, tại vì ảnh nghĩ rằng cái cô lao công này đang dọn dẹp ở trong nhà tắm không à. Cho nên đó là ảnh bước lại, ảnh mở cái nhà tắm vô và ảnh nói bằng tiếng Pháp, ảnh hỏi, ảnh định rằng hỏi là làm cái gì mà ồn quá vậy đó. Nhưng mà ảnh chỉ mới nói được cái câu là làm gì. Thì khi mà ảnh vừa nói câu đó xong là ảnh chết trân luôn các bạn, và đứng như trời trồng. Con mắt có thì hả là mở to, miệng gọi là há hốc luôn. Khi mà anh trông thấy một cô gái đứng ở trong cái bồn tắm đứng, tắm kiến đó các bạn. Anh thấy rất là rõ cô gái này nha. Cô này không hề mặc quần áo, trần truồng luôn. Và tóc cô này dài tới gần cái đùi này nè. Và nó bết bết lại rất là ghê. Còn gương mặt của cổ thì khỏi nói luôn. Một bên á thì giống như là nó lở loét và nó có dòi á các bạn. Còn một bên á thì cái gương mặt này giống như là cổ bị cắt vậy đó. Mà từng cái vết cắt đó nó chảy máu ra. Và cổ dặn cái giò hoa sen thì nó tưới xuống vậy nè. Thì các bạn tưởng tượng giống như cổ đứng ở dưới làn nước vậy đó. Thì máu nó cứ chảy tuôn ra. Mà khi mà anh này nhìn trông thấy cái cô đó, ảnh hốt hoảng, coi như là chết chân luôn, đứng dòm vậy nè. Không có làm gì được, không có la, không có chạy gì được hết. Thì cái cô đó đứng xong ha, đứng đó, xong cái cổ hét. Cổ hét tiếng Thái và cổ ngưng lại, cổ cười. Đầu tiên cổ cười hé lên, xong cái bắt đầu cổ nói cái gì đó mà anh này không hiểu, tại vì cổ nói bằng tiếng Thái. Và khi nói xong á, thì cổ lại cười hé hé lên các bạn. Mà cái lúc đó cổ kê cái mặt, tại vì đây là cái bồn tắm mà bằng kiến, chắc là các bạn biết phải không? Thì cổ đứng cổ áp cái mặt vô trong kiến vậy nè. Anh này thấy rất là rõ luôn, nhìn thấy rất là rõ luôn. Thì lúc đó giống như là ảnh hoàn hồn lại á các bạn. Cái gương mặt nó kinh dị quá, thì sau một hồi anh này ảnh hoàn hồn lại đó. Thì bắt đầu ảnh quay lại ảnh chạy. Nhưng mà cái lúc ảnh quay lại ảnh chạy lính quýnh quá, ảnh té xuống. Và cái lúc đó thì cái chân của anh này bị trật đi, không có hả là ngồi dậy được, mà ảnh cố gắng ảnh lết ra khỏi cái phòng tắm đó đó, nhưng mà vẫn không thể nào lết được nha. Thì lúc đó là cái người phụ nữ đó đó, cái cô đó đó, nhảy từ ở trong cái bồn tắm đứng đó đó, và cổ nhảy ra,
Cổ đánh anh này rất là nhiều, đánh đập anh rất là nhiều và cổ bóp cổ rất là nhiều. Thì lúc này anh này không còn cái sức kháng cự nữa, do quá sợ hãi tột cùng rồi, cho nên nó là anh đã ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà anh phó giám đốc về xong rồi đỡ anh này ra. Rồi xong rồi hả, ảnh tỉnh lại mà. Cái lúc đó anh sợ quá, cho nên nó là từ từ anh mới bình tĩnh, anh kể lại cho anh kia nghe. Thì sau khi mà anh phó giám đốc nghe, tuy rằng cái chuyện nó hư cấu như vậy, nhưng mà anh này vẫn tin, tại vì cái vấn đề tâm linh đó thì anh cũng gặp nhiều rồi. Cho nên nó là anh mới choáng ngang, anh mới nói với lại cái anh trợ lý rằng đó là thôi bây giờ á là cầu nguyện Chúa đi, không sao đâu. Là tôi đã về đây rồi, không sao đâu, cứ cầu nguyện Chúa đi và cố gắng ngủ đi. Thì lúc đó là sau một hồi á thì anh trợ lý này mới ngủ lại được. Và khi mà anh trợ lý này ngủ thì cái anh phó giám đốc này cũng rất là mệt rồi. Nguyên một ngày làm việc nha, cho tới tối á, thì bạc ti uống cũng có nhiều rượu, nhưng mà do anh này tửu lượng cao cho nên nó là dù rằng á, là uống nhiều rượu mà ảnh vẫn không sao, cái đầu óc ảnh vẫn còn minh mẫn các bạn. Cho tới khi mà về gặp cái người trợ lý của mình á, thì nãy giờ chăm sóc là ảnh cũng đã tỉnh được phần nào rồi. Thì lúc này anh đã quá mệt mỏi thì thành ra là dự định đi tắm nhưng mà không đi tắm nổi, rồi cũng không thay đồ nổi luôn, để nguyên cái bộ đồ vest mặc y nguyên từ sáng đến giờ và lăn ra ngủ bên cái giường của mình. Thì khi mà ảnh ngủ á là anh này cũng ngủ được một giấc luôn, cho tới khi mà ảnh giật mình thức dậy là bởi ảnh rất là khát. Lúc này cái cổ họng của ảnh rất khô do uống rượu á các bạn, rồi mệt quá ảnh mới đưa cái tay lên ảnh xem đồng hồ thì lúc này đã 2 giờ sáng rồi, là nãy giờ cũng ngủ được một giấc hơn 1 tiếng rồi đó. Thì lúc đó hả là ảnh mới là suy nghĩ rằng chợ khác quá, với lại á, là bây giờ mặc cái bộ đồ nó bó buộc quá, cho nên đó là dự định rằng sẽ ngồi dậy để mà đi lấy nước uống xong rồi thay đồ để mà ngủ cho tới sáng luôn. Nhưng khi mà chưa kịp ngồi dậy đâu các bạn, chỉ mới vừa mở mắt ra xong rồi á hả, chưa kịp ngồi dậy thì ảnh đã phát hiện có một cái cánh tay, mà cái cánh tay này nó thò từ ở dưới đất giường á, nó thò lên nó nắm giật cái chân của anh, nó kéo ngay chỗ cái đầu gối của anh này nè. Mà các bạn biết anh này á là người Pháp mà lai Mỹ, cho nên nó là cái tướng rất là cao to, 1m94 lận các bạn. Mà khi mà bị cái cánh tay này nó kéo một cái, anh nói rằng á, tuy rằng ảnh không có té xuống giường, không có bị kéo mà rớt xuống giường, nhưng mà cái tướng của ảnh ha, cái người của ảnh bị xê dịch một khúc luôn. Mà anh này á là vừa cao to nha, mà vừa có tập gym nữa nha các bạn, thì thành ra là cái người rất là nặng. Mà cái tay thì nhìn rất là nhỏ bé mà kéo ảnh hả xê dịch một khúc luôn, thì ảnh biết rồi, anh biết rằng á là ảnh đã bị quấy phá rồi đó. Cho nên đó là anh đã nhắm mắt lại và cầu xin Chúa. Thì khi mà cầu xin Chúa xong á, thì hoàn toàn bình thường. Nhưng sau một hồi á, là cái tay này lại tiếp tục á, là thò lên để nắm cái chân của ảnh kéo giật tiếp rất là nhiều lần luôn. Và ảnh cũng mặc kệ, nhắm mắt và cứ đọc kinh, cầu xin Chúa các bạn. Thì anh nói rằng đó là sau một hồi vậy đó thì không còn kéo nữa, và ảnh cũng rất mệt mỏi cho nên ảnh cũng không ngồi dậy uống nước với lại thay đồ luôn, mà ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau. Thì tới sáng hôm sau á, là ảnh cũng trấn an cái anh trợ lý, nhưng mà bắt đầu từ lúc này á, thì không còn nhắc tới anh trợ lý nữa. Thì không biết rằng á, là anh trợ lý này có sợ quá mà chuyển phòng hay không, nhưng mà bạn không có kể tên trợ lý nữa. Thì khi mà tới sáng hôm sau anh cũng làm việc và không có thời gian để mà đổi cái phòng khách sạn khác các bạn. Thì tới tối hôm đó anh cũng về khách sạn. Và cái lúc về á, thì anh có cầm điện thoại để mà nhắn tin cho đứa con gái nuôi của mình bên Pháp. Thì do là chênh lệch cái múi giờ quá, thành ra là anh này ngủ cũng không được. Khi mà nhắn tin cho con mình xong rồi á, thì ảnh buông điện thoại, ảnh dự định rằng ảnh sẽ đi lấy một cái ly rượu vang để mà uống để dễ ngủ hơn. Thì khi mà vừa để điện thoại qua cái đầu nằm ngay chỗ cái tủ đầu giường á các bạn, thì lúc đó nha là lại ảnh lại thấy nữa, lúc này đang tỉnh, rất là tỉnh, hoàn toàn không có ngủ như hôm qua đâu, mà ảnh lại thấy một cái cánh tay từ ở dưới đất giường thò lên và kéo cái chân giật nữa. Thì lúc này anh lại tiếp tục là nhắm mắt và cầu xin Chúa. Thì khi mà cầu xin rồi thì nó rụt lại hoàn toàn không có gì nữa. Nhưng sau một hồi anh nghĩ là êm rồi đó thì anh dự định rằng thôi nằm cố gắng ngủ luôn. Nhưng lúc này á thì từ ở dưới giường á các bạn, nó phóc ra và nó nhảy lên giường một cô gái, và cô gái này nhảy lên đè lên người của anh này nè. Thì khi mà cổ đè lên, cổ ra tay, cổ bóp cổ anh, bóp cổ mà
Lúc này anh mở mắt ra nha, anh nói rằng á, hoàn toàn cái người anh vẫn bình thường, vẫn chống cự được cái cô này, nhưng không chống cự lại nha. Mà lúc đó anh nhìn cái gương mặt của cổ nó kinh dị, nó kinh dị. Hôm qua là nghe cái người trợ lý của mình kể thôi, nhưng bây giờ hôm nay mới thấy nó kinh dị lắm các bạn. Tóc thì dài mà nó bê bết lại, không biết rằng cái cô này chết ra sao. Nhưng mà cái cô này hiện tại trông rất là kinh dị nha. Mặt á, một bên nó là nó giống như nó rửa các bạn, nó thối vừa rửa ra mà dòi thì rất là nhiều, một bên nó thì bị cắt nát hết trơn luôn, mà răng thì không có răng nanh, chỉ có những cái răng dài 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 và đang nhe ra cười nham nhở mà thôi. Và cổ nói cái gì cũng nói bằng tiếng Thái. Thì khi mà anh này bị bóp cổ, ảnh chống cự thì ảnh cố gắng anh nói vậy nè, anh nói rằng á là tại sao chết rồi mà lại quấy phá, tại sao chết rồi mà lại quấy phá, không an nghỉ đi. Thì lúc đó là khi mà nghe cái anh này nói vậy thì cổ buông cái tay đang bóp cổ, mà ảnh cố gắng anh nói thì cổ mới buông cái tay cho nó lỏng ra. Từ từ, tuy rằng cái lúc này cái gương mặt của cái cô này vẫn còn rất là kinh dị các bạn, nhưng mà giống như có vẻ như cổ ngừng lại để cổ suy nghĩ á. Thì cho dù cái mặt vẫn còn kinh dị nhưng anh vẫn ráng nói thêm rằng á, là hãy buông bỏ đi, hãy an nghỉ đi để còn được làm người nữa. Thì lúc mà anh vừa nói xong câu đó là cái cô này từ từ cổ khóc ré lên, xong rồi cổ biến mất luôn. Thì sau đó là anh cũng có cầu nguyện Chúa và tiếp tục cố gắng dỗ mình vào trong giấc ngủ các bạn. Và từ lúc đó cho tới sáng hôm sau thì hoàn toàn không có gì nữa. Qua cái ngày hôm sau là cái ngày làm việc cuối cùng, đêm hôm đó sẽ ngủ lại, sáng mốt sẽ lên máy bay quay về Pháp đó. Thì anh kể rằng đêm cái ngày hôm đó anh cũng làm việc bình thường, cho tới tối cũng vậy, ảnh cũng hơi khó ngủ nhưng vẫn cố gắng, tại vì mai mình sẽ bay về rồi, thành ra là ảnh cố gắng để mà dỗ mình vào trong giấc ngủ. Thì trong giấc ngủ á, là trong giấc mơ anh này nhìn thấy cái cô gái đó, nhưng ngược lại cái vía của anh á là anh biết rằng đó là cái cô gái đó đó. Nhưng kỳ này cổ hoàn toàn cổ đổi, là hôm qua cổ kinh dị bao nhiêu thì hôm nay cổ đẹp bấy nhiêu, rất là đẹp các bạn. Nhưng mà trong vía của anh vẫn biết rằng cái cô đó là cái cô hôm qua. Và là hôm nãy giờ thì kể là những cái gì mà anh nói với lại cái cô gái đó đó là nói hoàn toàn bằng tiếng Anh các bạn nha. Thì sau đó là anh nhìn thấy cô này cười với mình, xong rồi nói bằng một câu tiếng Anh cảm ơn anh này, rồi biến mất luôn. Cho tới sáng hôm sau thì anh đã bình an quay trở về Pháp với lại người trợ lý của mình. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở bên Pháp. Bạn kể rằng á là một cái câu chuyện có thật do chính cái anh kia đã trải qua và kể cho bạn nghe. Bản thân anh kia thì gặp rất là nhiều các bạn, và do là từ nhỏ anh đã đi nhà thờ cho nên cứ mỗi lần gặp như vậy á là đức tin của anh rất là cao, và cứ gặp á thì anh cứ là cầu xin Chúa và đọc kinh, cho nên anh hoàn toàn không sao cả. Thì nhiều khi nhờ như vậy á, nhờ anh cầu nguyện cho cái cô gái đó đó, cho nên cái cô gái đó giống như là cổ đã hiểu ra và cổ buông bỏ được cái hận thù. Mình không biết rằng cái cô này chết do lý do gì mà lại hận thù đến như vậy, nhưng mà nhờ cái tấm lòng của anh này đã hóa giải được cô này các bạn, thì cuối cùng cổ đã rất là xinh đẹp rồi, xong rồi cổ đi đầu thai, tốt nhất là như vậy các bạn ha. Thì Thi không có biết rằng câu chuyện này có thật hay không, bản thân Thi không biết, nhưng mà khi mà Thi đọc lại á, thì Thi tưởng tượng ra thôi là Thi đã thấy nó kinh dị cực kỳ rồi. Nhưng mà cái đất Thái thì các bạn phải biết ma rất là nhiều luôn, bản thân á, là trên mạng có rất là nhiều phim ma Thái, mà ma ở Thái cũng nhiều, có nhiều bạn sống ở Thái cũng có gửi chuyện gì cho Thi nói rằng á, là bên Thái với lại bên Cam á, là nhiều ma lắm chị Thi ơi, kinh dị lắm kìa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, là bạn kể rằng đây là chuyện xảy ra vào năm 2013, và bạn với lại người chú ruột của bạn đã cùng nhau nhìn thấy con ma đó, cùng nhau trải qua câu chuyện này. Bạn kể rằng á, là hồi 2013 đó thì bạn có xin vào làm trong một cái công ty vận tải chung với lại người chú của mình. Chú bạn thì làm ở đây lâu rồi, bạn mới xin vào thôi. Thì năm đó là bạn nhận chở 7 cái máy giặt á, là từ cái máy giặt này là dạng như máy giặt công nghiệp cỡ lớn cho các bệnh viện đó các bạn. Thì từ Hải Phòng mà chở lên Cao Bằng 7 cái là giao cho 7 cái bệnh viện tuyến huyện ở trên Cao Bằng.
thì bạn đi chung với lại người chú của mình. Bạn nói rằng do là lúc đó mới vào nghề cho nên nó là đi cùng với chú để mà có chú mình an tâm hơn, với lại á, là mình cũng học hỏi kinh nghiệm lái của chú nữa. Thì bắt đầu á, là đi vòng vòng lên tới Cao Bằng rồi đó, thì tới cái huyện Bảo Lạc là mình giao cái máy thứ sáu là ngay chỗ cái huyện Bảo Lạc, và chú mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là tao với mày giao cái máy này nè, giao xong rồi á, là hôm nay mình sẽ ở lại cái huyện này, mình ăn uống xong rồi mình tìm cái nhà nghỉ để qua sáng hôm sau thì mình sẽ chạy tới Bảo Lâm để giao cái máy giặt cuối cùng. Thì cái lúc đó đó ăn xong nhưng mà tìm hoài không được các bạn, tìm hoài không có ra nhà nghỉ, mà lúc đó là cũng đã 11 giờ hơn rồi. Thì chú mới nói rằng đó là thôi bây giờ kiếm không có nhà nghỉ, mà lúc này trời lạnh dữ lắm, trời mùa đông mà ở trên vùng Tây Bắc thì nó lạnh cực kỳ luôn. Thì chú mới nói rằng đó là thôi bây giờ đó là tao với mày chạy cố lên trên Bảo Lâm đi, rồi mình tới sớm thì mình sẽ đậu ngay trước bệnh viện á, mình ngủ ở trước bệnh viện, sáng mình vô mình giao luôn rồi mình về luôn. Thì bạn cũng là đồng ý với lại phương án của chú mình. Thì cái lúc mà đi á, đi mà cái đường ở trên Tây Bắc là các bạn biết rồi, đường đèo núi rồi cây cối nhà ít dữ lắm. Thì hai chú cháu mà lúc đó là 3 giờ sáng nha, mà lạnh run người hết trơn, cái thời tiết nó khắc nghiệt dữ lắm. Thì cái lúc mà chú đang chạy thì đèn nó sáng từ xa về nè, thì từ xa lúc đầu á là chỉ thấy một cái bóng của người đàn ông, mà cái bóng này á là từ xa mình đã nhận thấy rằng cái ông này á là cao to rồi, mà càng lại gần từ từ á thì chú á mới nói với lại hả bạn rằng á là ê mày có thấy cái người đàn ông đó không. Thì bạn nhìn bạn nói rằng trời bạn thấy nha, bạn thấy cái ông này bình thường như cái con người mình vậy đó, nhưng mà trên người của ổng á là chỉ mặc có cái quần đùi thôi các bạn, cởi trần đi chân không, mà trên vai còn vác theo một cái cuốc vậy nè, cái cuốc mà đào đất á. Thì ổng đi vậy đó, ổng đi mà lúc nào ổng đi giữa đường nha, mà xe thì khi mà ổng đi giữa đường về thì xe thì chạy tới. Thì lúc đó là chú mới nói với bạn rằng trời ơi sao mà đàn ông ở trên vùng Tây Bắc này á là giống như khỏe, trong khi trời thì rét như thế này, lạnh như thế này, mà đi ra đường lúc 3 giờ sáng đi đào đất, mà ở trần như vậy mà đi chân không nữa, trời sao khỏe quá. Hai chú cháu trầm trồ các bạn. Thì lúc đó càng tới gần cái ông này mà ông này ông đi giữa đường, cho nên nó là chú mới bóp càng, chú mới bóp càng để cho cái ông này ông tránh vô, ông đi sát đường để hai chú cháu có thể chạy chiếc xe qua. Nhưng khi vừa bóp càng cái lúc mà lại gần, các bạn tưởng tượng nha, xe tới gần vậy nè, cái người đàn ông thì từ đây từ từ gần 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 lại, mà bên đây là giật các bạn nha. Trời ơi, trước mặt hai chú cháu, người đàn ông này đã biến thành một cái con heo rất là to. Từ một người đàn ông hay, tại vì lúc này hai chú cháu cứ chăm chăm nhìn vào cái người đàn ông này, lạ quá. Tại sao trời lạnh như thế này mà ổng lại ở trần, ổng vác cái cuốc mà đi chân không nữa chứ, mà bây giờ ổng lại đi giữa đường, mình phải bóp càng mình kêu ổng. Hai chú cháu đang chăm chăm nhìn thì hai chú cháu đã chứng kiến rằng từ một người đàn ông mà biến thành một cái con heo, và nó chạy thẳng xuống vực, mà khi chạy thẳng xuống vực nó còn kêu ép 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 giống như mấy con heo nó kêu vậy đó các bạn. Trời đất ơi, lúc đó là chú của bạn á cứ tưởng là chú nhìn lầm không à, chú mới quay qua, mày có thấy gì không, mày có thấy gì không mày. Thì bạn nói dạ con thấy chú ơi, trời thấy ghê quá, thấy ghê quá, mình thấy ma rồi, lẹ chú ơi lẹ chú. Thì bắt đầu là người chú cố gắng đạp ga để chạy nhanh hơn, cho tới khi mà đến Bảo Lâm rồi á thì lúc đó là sợ lắm các bạn. Lúc mà bạn kể rằng á là khi mà tới qua ngày hôm sau á, thì bạn cũng có kể lại cho những cái người dân ở khu vực đó đó, thì người ta mới nói rằng á là hai chú cháu gặp ma cà rồng rồi. Tại vì ma cà rồng á là nó có thể biến hóa ra rất là nhiều hình dạng. Nhưng mà hai chú cháu quay về Hà Nội kể là cái chuyện do chính mắt hai chú cháu chứng kiến á, thì các anh em tài xế dưới Hà Nội lại không có tin, nói rằng hư cấu không à. Nhưng bản thân hai chú cháu đã chứng kiến tận mắt từ một người đàn ông mà tự nhiên biến thành con heo rất là to, và nó chạy xuống vực mà nó kêu ép ép ép, mà đêm hôm nữa, thành ra nó vang cả một vùng trời các bạn, trời rất là kinh dị. Đó là cái chuyện mà bạn nói rằng không thể nào bạn quên được hả, nó chứng kiến trước mặt bạn luôn lúc 3 giờ sáng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, các bạn tin không? Chứ riêng Thi thì Thi tin câu chuyện này đó, tại vì á là Thi cũng có mấy mẫu chuyện của mấy bạn ở ngoài Bắc á gửi kể về ma cà rồng này nè. À, nó ăn thịt sống luôn các bạn, rất là ghê. Thì để từ từ là sẽ tới những cái câu chuyện đó các bạn nha.
Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, Thi đi ghê lắm, từ ở Tây Bắc mà Thi về tới Đồng Tháp. Bạn này á, là bạn nữ và bạn ở Đồng Tháp, bạn kể lại á, là chuyện này xảy ra ở trong khu xóm của bạn. Thì trong xóm của bạn á, là có một bà, bạn gọi là bà Bảy, xóm là xóm giềng lâu năm dữ lắm rồi. Thì trước đây, cách đây mấy năm trước á, là ông Bảy á, là ông bệnh, ông mất. Cho nên á, là người con dâu của bà Bảy này nè, mới đem bà Bảy về bên nhà riêng của mình để chăm sóc. Thì cái lúc mà đem về thì bà vẫn còn khỏe bình thường, nhưng mà do ông Bảy mất cho nên bà buồn á các bạn. Thì 2 năm sau khi mà chồng mình mất rồi thì từ từ bà này cũng lâm bệnh. Và cái lúc lâm bệnh á, hấp hối rồi bà cũng mất luôn. Nhưng tới khi mà người ta liệm bà, người ta lao người, lao mình, lao mẩy cho bà thì bà sống dậy. Bà sống dậy mà cái lúc sống dậy thì ai cũng mừng hết trơn, nghĩ rằng á, là bà này thoát chết rồi, qua cơn thập tử nhất sinh rồi. Cho nên đó là lúc đó hả, là con dâu mừng, con trai mừng, con cháu trong nhà ai cũng mừng hết. Nhưng từ khi bà này sống lại á, là cũng giống như bao trường hợp quỷ nhập tràng khác, là bà này ăn rất là nhiều các bạn. Ăn mà người con dâu nói rằng á, là trời ơi mẹ ăn nhiều quá. Buổi sáng á, hả, nội mà ăn sáng không á, là ăn mấy ổ mì thịt, rồi ăn mà hột vịt đó các bạn, hột vịt lộn á, với lại trứng cút lộn, ăn một lần mấy chục trứng luôn, ăn rất là nhiều. Mà khi mà con cháu lại không thèm nói chuyện nha, lầm lầm lì lì, chứ tới bữa ăn là ăn rất nhiều luôn. Thành ra ai cũng nghi ngờ, ai cũng lo lắng, trời đất ơi không biết là mẹ của mình á là có bị ma quỷ gì nhập hay không, nhưng mà vẫn chưa có dám đi, gọi là đi xem thầy các bạn. Thì có một lần đó là có một người cháu nội Sài Gòn nè, về quê thăm bà, là gọi bà Bảy này là bà nội á. Thì khi mà hả về á, là có mua bánh để trong giỏ các bạn, mà trong khi chưa có kịp đem ra, chỉ mới vừa bước vô nhà thôi mà bà cất tiếng, bà kêu vậy nè, bà nói mày mua bánh tên gì tên gì. Trong khi cái người cháu này mua bánh cái hiệu đó đó mà chưa có đem ra, chưa ai biết là bánh gì hết, mà bà biết các bạn, giống như là bà thấy được cái hiệu bánh đó. Bà nói mày đem mua bánh đó đó hả, mày mua hả, đem ra đây cho bà ăn với coi, trời ơi bánh ngon lắm đó. Mà trong khi đứa cháu này chưa có kịp đem bánh trái ra để mà trình cho cả nhà xem hiệu gì chưa ai biết hết, mà trong khi bà này bà biết rất là rõ luôn. Thì từ cái bữa đó thì cả nhà rất là sợ, sợ lắm, cho nên nó hả là đã đi xem thầy. Thì khi mà tới xem thầy thì cái ông thầy này nói rằng á, là bà bị một cái con quỷ đói nó nhập vào. Con quỷ đói là quỷ nữ các bạn nha, mà do là nó đói nó nhập để nó ăn thôi, chứ nó không có muốn hại ai hết. Cho nên nó là cái ông thầy này á, là có đưa cho gia đình bà này một cái hũ nước, kêu rằng á, là khi mà về á, là pha với sữa hoặc là với nước uống á, cho bà này uống. Với lại tìm máu chó mực á, là canh ngay đúng 12 giờ đêm á, là lấy máu chó mực á là đổ từ trên đỉnh đầu canh bả, ngay bả lúc mà bả đang ngồi bả ăn á thì đổ từ trên đỉnh đầu đổ xuống, thì con quỷ này nó, với lại lấy cái chổi á, chổi quét nhà các bạn, để mà đập bả, chừng nào mà cái con quỷ nó ra thôi. Mà ông này thì nói rằng á, là coi như là bà Bảy này đã mất lâu lắm rồi, và cái con quỷ này nó chiếm xác từ khi bà Bảy mất. Thì lúc đó là gia đình này về cũng làm y chang như vậy các bạn, cho tới cái lúc mà pha cái nước cho uống xong, tối cho ăn ha, đổ cái máu chó mực á lên trên đỉnh đầu đổ xuống vậy nè, lấy cây chổi đánh. Thì khi mà vừa đánh bà la quá trời luôn, bà nói rằng á là trời ơi đừng có đánh tao, đừng có đánh tao, trời ơi tao chỉ tao đói thôi, tao lạnh lắm, tao đói lắm, cho nên đó là tao vô tao ăn thôi chứ tao không muốn hại ai đâu, đừng có đánh tao. Nhưng gia đình này cứ đánh tới tấp, thì sau đó là cái vong này đã xuất ra các bạn. Và lúc đó là cái xác của bà này á đang bình thường ha, tự nhiên nó teo 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 lại, giống như nó mất nước dần dần vậy, nó hôi rất là hôi. Thì sau đó là gia đình đã bỏ vô hòm và chôn liền luôn. Thì đây là một câu chuyện xảy ra tại Đồng Tháp, thì nó cũng giống như là bao câu chuyện về quỷ nhập tràng khác mà Thi đã kể cho các bạn nghe. Hầu như tất cả trường hợp quỷ nhập tràng đều giống nhau các bạn, là khi mà nhập vào cái người mà đã chết rồi á thì ăn uống rất là nhiều, lầm lì không nói chuyện với ai, ăn uống rất là nhiều luôn. Cho nên các bạn lưu ý nha. Và mới nãy á, là Thi có kể cái chi tiết mà ông thầy kêu đập má đập con chó mực lấy máu để mà đổ á, thì Thi phản đối hoàn toàn, phản đối hoàn toàn cái cách của ông thầy này làm. Tại vì làm như vậy là sát sinh, mà chúng ta lấy cái máu chó mực đó thì bắt buộc người khác người ta phải đập chết.
Thì khi mà làm vậy là sát sinh tội nghiệp rất là nặng các bạn. Cho nên nó là giàu rằng cứu được cái bà này nhưng mà mình lại tạo một cái nghiệp khác có khi còn nặng hơn nữa. Cho nên nó là bất cứ trường hợp nào thì chúng ta nên tìm những cái phương pháp nào hợp lý nhất để làm, chứ đừng bao giờ sát sinh thêm các bạn nha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 519 rồi. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi ở tập 520. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Và bây giờ là 9:30 rồi các bạn, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Các bạn thông cảm cho Thi. Xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.